bạc đẻ phiệt thác la duệ yểm bà lý nhĩ đa lũ na duệ tác phược đát tha yết đa bà lý bố thị đa duệ tác phược đát tha yết đa nô nhưỡng đa nô nhưỡng đa bật nhưỡng đa duệ đát điệt tha bát lạc nhẹ bát lạc nhẹ mạt ha bát lạc nhẹ bát lạc nhưỡng bà ta yết lệ bát lạc nhưỡng lộ ca yết lệ án đà ca la tỷ đàm mạt nê tất đệ tô tất đệ tất điện đô mạn bạc già phiệt đẻ tất phòng già tôn đạt lệ bạc đẻ phiệt thát lệ bát là ta lý đa hát tất đế tham ma thấp phượng yết ta lệ bột đà bột đà tất đà tất đà kiếm ba kiếm ba chiết la chiết la át la phượng át la phượng a yết sa a yết sa bạc già phiệt đẻ mạ tỳ lạm bà sa ha Ba đời chư Phật đều tuyên thuyết hộ niệm thần chú này, người nào hay thọ trì thì diệt được tất cả chướng, thành tựu tất cả, tùy theo tâm nguyện, mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Như Lai lại nói thần chú, nạp mộ bạc già phiệt đẻ bát lạc những ba la nhĩ đa du, đát điển tha, mô ni đạt kế, tăng yết lạc. Ha đạt kế, át nô yết lạc ha đạt kế, tìm mục đẻ đạt kế, Tát đà nô yết lạc ha đạt kế, vệ thất lạc mà na đạt kế tha mạn đa no bà lý phiền lạc đát na đạt kế lũ na tăng yết lạc ha đạt kế tát phược ca la bà lý ba lạc na đạt kế sa ha Thần chú như thế là mẹ của chư Phật, người nào hay thọ trì thì diệt được tất cả tội. Thường thấy chư Phật được trí túc trụ, mau chứng vô thượng tránh đẳng bồ đề Thế tôn lại nói thần chú, nạp mộ bà già phiệt đế, bát lạc những ba la nhĩ đa du, đát điển tha, thất lệ, duệ thất lệ duệ thất lệ duệ thất lệ duệ tế, xa ha. Thần chú như thế, đủ đại uy lực, người nào hay thọ trì thì tiêu trừ được nghiệp chướng đã nghe tránh pháp nhớ mãi chẳng quên, mau chứng vô thượng tránh đẳng bồ đề Bây giờ Thế Tôn nói thần chú ấy rồi, bảo Bồ Tát Kim Cương Thủ rằng, nếu các hữu tình vào mỗi buổi sáng sớm trí tâm đọc tụng pháp môn tối thắng lý thú sâu xa của bát nhã bà làm mật đa như thế không gián đoạn thì đều tiêu diệt được các ác nghiệp chướng những niềm hỉ lạc thù thắng thực hiện tiền nếu thọ trì thần chú đại lạc kim cương bất không này thì hiện thân tất được thành tựu rốt giáo viên mãn tất cả như lai kim cương bí mật tối thắng chẳng lâu sẽ được đại chấp kim cương và tánh như lai nếu là hữu tình chưa ở nhiều chỗ phật trong các căn lành lâu phát đại nguyện thì đối với pháp môn tối thắng lý thú sâu xa của bát nhã ba la mật đa đây chẳng thể lắng nghe biên chép đọc tụng cúng dường cung kính suy ngẫm tu tập nếu ở nhiều chỗ phật trong các căn lành mà lâu phát đại nguyện thì đối với pháp môn tối thắng lý thú sâu xa đây chỉ nghe được một câu một chữ huống nữa là đọc tụng thọ trì đầy đủ nếu hữu tình nào cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi tám mươi hằng hà sa triệu ức phật thì mới nghe được đầy đủ lý thú sâu xa của bát nhã ba la mật đa đây nếu địa phương nào lưu hành kinh này thì tất cả trời người a tố lạc vân vân đều cúng dường như bảo tháp phật hoặc có ai để kinh này trên thân hoặc tay thì các trời người đều lễ kính nếu loài hữu tình nào thọ trì kinh này nhiều ức kiếp thì được trí túc trụ thường siêng tinh tấn tu các thiện pháp ác ma ngoại đạo chẳng thể gây đại nạn được, vì bốn đại thiên vương và các thiên chúng thường theo bảo hộ bên cạnh, không bao giờ chết oan, đoàn mạng hay gặp hoạn nạn, chư Phật Bồ Tát thường chung hộ trì, khiến mọi lúc tăng thiện bớt ác, theo nguyện vãng sanh về cõi chư Phật, cho đến khi thành tựu Bồ Đề, chẳng đoạn ác thú. Các loài hữu tình thọ trì kinh này chắc chắn được vô biên công đức thắng lợi, ta nay lược nói phần ít như thế. Khi Đức Bạc Già Phạm thuyết kinh đây rồi, các đại Bồ Tát như Bồ Tát Kim Cương Thủ vân vân và các thiên chúng nghe Phật dạy đều rất vui mừng, tín thọ, phụng hành. Hết quyển thứ 578